Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, minh tinh điện ảnh một thời và nỗi đau mất chồng xa con, sống một mình tuổi xế chiều. Sở hữu nụ cười đẹp và đôi mắt biết nói, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang được coi là biểu tượng nhan sắc Việt trong nhiều thập kỷ. Là nữ nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng nữ nghệ sĩ lại giữ cho cuộc sống của mình bình yên, giản dị. Người đẹp nước tiếng của điện ảnh Việt một thời. Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, tên thật là Nguyễn Thị Trà Giang, bà sinh năm 1942 tại Quảng Ngãi, là một trong những diễn viên thuộc thế hệ diễn viên đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Cha của nghệ sĩ nhân dân Trà Giang là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Khánh. Năm 12 tuổi, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang đã theo cha mẹ tập kết ra Bắc. Thuở nhỏ, cuộc sống của gia đình Trà Giang rất khó khăn vất vả. Lớn lên trong thời chiến tranh nên bà thường xuyên phải đi di tản cùng cha mẹ. Thời gian đoàn văn công của cha nữ nghệ sĩ giải tán, cán bộ đoàn không còn đi diễn nghệ thuật nữa mà phải về tăng gia sản xuất. Bữa đói bữa no, có bữa phải ăn cháo với củ chuối thay cơm. Gia đình Trà Giang vì thế mà cũng đói no theo những vất vả khó khăn của cả đoàn. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nên nghệ sĩ nhân dân Trà Giang sớm bộc lộ tố chất của một nghệ sĩ. Năm 1959, bà thi đỗ vào trường múa. Tuy nhiên, con đường đến với nghề múa của Trà Giang đã sớm dừng lại khi nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Khánh nói với con gái, còn có một gương mặt đẹp sao không thử thi làm diễn viên. Đúng dịp đó, Bộ Văn hóa tổ chức thi tuyển diễn viên cho khóa đầu tiên của trường điện ảnh, việc tuyển sinh do các chuyên gia nước ngoài trực tiếp phụ trách. Chính nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Khánh đã tự chụp ảnh con gái mình, gửi ảnh và giúp Trà Giang đăng ký dự thi. Gương mặt điện ảnh với đôi mắt biết nói của nghệ sĩ nhân dân Trà Giang giúp bà lọt qua vòng thi tuyển sinh, trở thành lớp diễn viên đầu tiên của trường điện ảnh cùng lớp với thế hệ Minh Đức, Thủy Vân, Kim Chi. Trở thành thế hệ lớp diễn viên đầu tiên của điện ảnh Việt Nam, tuy chịu nhiều thiệt thòi thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như điều kiện học tập, nhưng nữ nghệ sĩ và những người bạn cùng lớp luôn được các chuyên gia nước ngoài và Việt Nam hướng dẫn dạy dỗ một cách tận tình, bài bản về kỹ năng diễn xuất. Vai diễn đầu tiên của bà là một vai phụ trong phim Vợ chồng A Phủ. Sau này, bà dần khẳng định được tên tuổi với loạt vai diễn để đời như Chị Tư Hậu, Vị Tuyến 17 Ngày và Đêm, Em Bé Hà Nội. Đáng chú ý, nhiều bộ phim nổi tiếng giúp nữ nghệ sĩ đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như Chị Tư Hậu, Huy chương bạc Liên hoan phim quốc tế Moscow năm 1963, Vị Tuyến 17 Ngày và Đêm, Vai Diệu, đoạt giải diễn viên nữ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Moscow năm 1973. Điều đó khiến cho đến nay, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang vẫn được nhớ tới như một minh tinh của điện ảnh Việt. Chia sẻ về biệt danh này, nữ nghệ sĩ bộc bạch trong bài phỏng vấn với VTC News. Chưa bao giờ tôi dám nhận mình là minh tinh, mặc dù có thời điểm truyền thông nước ngoài gọi tôi là huyền thoại điện ảnh Việt Nam. Ở thời điểm tôi nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Moscow năm 1973, có nhà báo viết bài về tôi và gọi tôi là minh tinh. Trong một lần gặp mặt, tôi nói, anh chữa giúp em đi, chứ gọi em là minh tinh, em ngại lắm. Tôi nói những lời này rất thật lòng, không một chút màu mè. Thế hệ chúng tôi ngay ngày đầu tiên đến với nghề diễn đã được các thầy cô dạy dỗ rất kỹ lưỡng. Các thầy cô luôn nói rằng, diễn xuất là công việc đặc thù, nhưng diễn viên cũng giống như những người lao động khác. Phải bỏ sức lao động, phải làm việc nghiêm túc thì mới có được thành quả. Tôi nghĩ từ minh tinh hợp với các diễn viên phương Tây hơn. Còn với tôi, xin hãy cứ gọi tôi là diễn viên Trà Giang. Chỉ cần được gọi thế thôi, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc. Từ năm 1989, nghệ sĩ Trà Giang vắng bóng dần trên màn ảnh. Tuy nhiên, bà giải thích chưa từng có ý định giải nghệ như khán giả vẫn nghĩ, mà do biến cố xảy ra khi quay bộ phim về Sơn Mỹ, cùng sự thay đổi về thị trường phim ảnh khiến bà chưa nhận lời tham gia phim mới. Giai đoạn này, đất nước cũng đang có nhiều thay đổi, mô hình kinh tế đang chuyển từ bao cấp sang thị trường. Những phim về đề tài chiến tranh không còn được yêu thích như trước đây. Các nhà làm phim chuyển sang làm phim video. Có nhiều đạo diễn mời tôi tham gia các phim của họ, nhưng tôi cứ đợi tìm được vai ưng ý mới nhận lời. Tôi cứ đợi mãi cho tới tận hôm nay. Bà nói, hiện tại dù không còn đóng phim, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn duy trì niềm đam mê nghệ thuật bằng cách vẽ tranh. Bà cho hay, dù không đứng trước ống kính máy quay, nhưng vẫn luôn đồng hành các đồng nghiệp trong các hoạt động của hội điện ảnh. Mối tình son sắt với người đàn ông duy nhất của cuộc đời. Cũng giống như nhiều nhân vật trong phim, ở ngoài đời, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang là một người phụ nữ đôn hậu dịu dàng. Dù là người nổi tiếng, nhưng bà luôn giữ cho mình cuộc sống dung dị bình yên. Cả cuộc đời bà chỉ có một mối tình duy nhất, chung thủy và sắc son với chồng là cố giáo sư tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc. Trà Giang tâm sự trước đây cha bà luôn muốn con gái lấy người miền Nam để trở lại Sài Gòn. Ông thường vui ra mặt khi thấy những anh chàng người Nam lăm le đến nhà. Nhưng rồi Trà Giang gặp được nghệ sĩ Nguyễn Bích Ngọc qua anh trai của ông, nhà văn Nguyễn Thành Long. Từ đó họ nảy sinh tình cảm và chính thức tìm hiểu nhau. Khi nhắc về người chồng quá cố, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang dành nhiều tình yêu và sự cảm phục. Trong mắt nữ nghệ sĩ, chồng bà là người có ý chí bền bỉ, luôn thấu hiểu và đồng cảm với vợ. Chia sẻ với Dân Trí, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang bộc bạch, anh Bích Ngọc là tình yêu duy nhất trong cuộc đời của tôi. Sự quan tâm chăm sóc của chồng dành cho mình những ngày đi làm phim, nâng giấc ngủ, bóc quả cam, pha ly sữa và dạy tôi cách chèo thuyền thúng đóng phim vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ. Anh ấy là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng trong cuộc đời tôi. Năm 1999, nghệ sĩ Bích Ngọc đột ngột qua đời vì bạo bệnh, để lại cho nghệ sĩ nhân dân Trà Giang nỗi đau đớn khôn nguôi. Sau khi chồng qua đời, bà không đi bước nữa mà sống một mình đến tận bây giờ.
Được biết, vợ chồng nghệ sĩ Trà Giang có một cô con gái tên Bích Trà, cũng đi theo nghiệp âm nhạc của cha. Từ năm 14 tuổi, Bích Trà đã sang Nga học tập, hiện đang là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở nước ngoài. Cuộc sống một mình ở tuổi 80. Hiện tại, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang đã bước sang tuổi 80. Hiện bà đang sống một mình và tự chăm sóc bản thân. Con gái Trà Giang dù ở xa nhưng luôn đồng hành cùng bà. Ngoài ra, bà cũng có những người bạn thân thiết. Trong cuộc sống đời thường, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang dành phần lớn thời gian để vẽ tranh, bởi hội họa giúp bà không cảm thấy cô đơn. Tôi thấy mình là người hạnh phúc vì luôn tìm được cái mình yêu và hết lòng với nó. Trước đây, tôi dành tình yêu, đam mê và nỗ lực thế nào với điện ảnh, thì giờ đây tôi cũng tìm được niềm vui và sự say mê trong vẽ, bà tâm sự.